Chào các bác nhé, hôm nay là buổi chiều ngày 12 tháng 7 vừa qua thì em cũng bận rộn rất là nhiều công việc. Các bác đã đặt hàng cũng như là em đóng hàng và test máy cho nên em cũng không nên vượt clip được. Vậy buổi chiều hôm nay thì em tiếp tục lại lên clip giới thiệu cho tất cả các bác chị một con máy giặt của dòng Pada, con này là VR3600L. Đây là một mẫu máy giặt cao cấp xây bằng block của dòng Panasonic. Con này thì hình thức cũng khá là đẹp của dòng Pala. Em chuyên bán những cái hàng mặt hàng tuyển chọn nên là các bác là rất nhiều các tỉnh thành đã tin tưởng và ủng hộ đặt hàng, dù rằng em không nên video clip nhưng em vẫn đang bán hàng rất là nhiều đến với tất cả các bác anh chị trên khắp mọi miền Tổ quốc. Con này thì hình thức đẹp rồi và em cũng giới thiệu tính năng sơ qua về con này. Con này thì giặt chín và cũng sấy 6, sấy bằng block nhé, sấy bằng điều hòa. Trong này có con điều hòa nó công suất nhỏ, rơi khoảng 300-500W. Đấy, cho nên là mỗi một lần giặt sấy thì tiêu hao điện năng nó chỉ hết một số điện thôi, rất ít, rất tiết kiệm điện. Đấy là những cái dòng, những cái xu thế cũng như là tất cả những dòng máy của Nhật nói chung đều là như vậy. Đấy, thì em sẽ quay tất cả cận cảnh con này, con VR5600 này. Đấy, đây bảng điều khiển đây có Eco Nano, có Eco Lavi rồi, con này có Eco Lavi. Đây, cái mặt trên này chỗ này mới xước một cái tem, không vấn đề gì cả. Đấy, máy nguyên bản các bác nhá. Đây em sẽ mở bên trong cho các bác xem này. Máy răng hình thức cũng còn rất là mới, răng xanh nét luôn. Đấy, con này thì đây chỉ là vết bẩn thôi. Ok. Đấy, máy rất là đẹp của dòng Pala. Đấy, em sẽ quay tất cả sườn tơn để có các bác chị nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với con này. Đấy, bây giờ là 3600 nhá. Rồi ok, đấy là những cái chi tiết bên bên ngoài. Đây là một cái hình thức của con máy, còn chất bên trong thì con máy này còn khá là mới. Đấy, đây hộc nước đây. Bên này thì là các bác có thể cho nước giặt và xà phòng bột. Nhưng tuy nhiên những cái dòng máy như này nên các bác nên bỏ qua cái chế độ xà phòng bột đi. Các bác nên dùng nước giặt thì máy vận hành giặt nó sẽ tốt hơn và máy nó chạy trơn tru hơn. Bên này nước comfort nhá, còn cái này là lọc sấy các bác ạ. Đấy, con này vệ sinh sạch sẽ rồi. Ok, các bác chỉ cứ thế là xong rồi, test xong rồi, chạy ngon lành rồi. Đấy, còn cái bên dưới này là cái lọc rác các bác này. Đấy, cái này là lọc rác này. Đấy, bên này là lọc rác. Em vẫn chưa vệ sinh kỹ, con này vẫn rất là bẩn. Phải lọc rác chưa, bên dưới chưa vệ sinh kỹ này. Ok. Đấy là cái hình thức bên ngoài của con máy. Còn trông rất là bắt mắt. Nói chung là tất cả những dòng máy Nhật thì nó thiết kế một cách rất sang trọng và khôn đồ. Đấy là những người đã tiêu dùng và sử dụng nó thì có một sự khác biệt so với những dòng máy giặt khác. Đấy, con này em đã nói tính năng là giặt chín sấy 6 và máy bằng lồng nghiêng. Và các bác có thể cho thêm quần áo bất kỳ khi nào cho các bác khi đang giặt. Đấy là những cái mà máy giặt cửa của Nhật luôn luôn là đi đầu là như vậy. Đấy, ok. Vậy con này thì là hình thức đẹp này và tất cả mọi thứ chạy ngon lành rồi. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ con này, nhìn vẫn 3600 nha các bác nha. Con dòng Panasonic chạy mâm từ trực tiếp, giặt 9 sấy 6 sấy bằng block. Đấy, đây là công nghệ rất cao của dòng Pala và nói chung và là cũng là công nghệ cao của dòng máy Nhật nói riêng. Đấy, vậy có bác anh chị nào có nhu cầu về con VR3600L này thì hãy liên hệ sớm ủng hộ cho em. Vâng, xin chào các bác.